Tức là cháu nhà tôi phải thi lại vì là không thuộc nổi một cái bài hát nào. Dạ vâng, đúng ạ. Khi thấy cháu không thuộc một bài nào mà đã được học, tôi đã chuyển sang chủ đề tự do để cho cháu có thể lựa chọn bài mà mình thuộc. Vậy mà cháu vẫn không hát được ạ. Lạ nhờ. Tại sao Long lại có thể không thuộc một bài nào được? Ở nhà hát nhiều lắm cô. À, thế xin phép cô giáo cho mình nói chuyện riêng với cháu một tí. Dạ vâng, được ạ. Đấy, con vừa nghe cô giáo nói rồi nhá. Con không phải là bị đúp không được lên lớp, mà là cô gọi bố đến đây để trao đổi cái tình hình học tập môn âm nhạc của con ấy. Ơ, thế là con vẫn được học tiếp với các bạn ạ. Ừ, với một điều kiện là Long phải vượt qua được môn âm nhạc cái đã. Nhưng mà thật sự bác Công vẫn không hiểu được. Ở nhà Long hát mấy chục bài, 40-50 bài đều thuộc mà sao một bài không thuộc là sao? Không hiểu. Kèm. Quá kèm. Bố không nghĩ là con không thể thuộc nổi một bài hát nào. Không phải là con không thuộc mà. Là sao? Là con không hát được ạ. Mà sao lại không hát được? Nói chung là con không thể hát được. Con cứ vằn vở loanh qua loanh quanh. Bốc phét ra vừa thôi. Không thuộc thì nói là không thuộc. Con có thuộc mà. Thế tại sao con không hát để cho cô giáo chấm điểm? Nào, cô mời bạn Bảo Long hát. Vâng ạ. Con gái lê kê lê kê sao rồi ai ơi. Gái lê kê này sao rồi ai ơi. Không được cười bạn, các con trật tự nào. Bây giờ thế này nhá. Bố có hai lựa chọn. Thứ nhất là mình học lại để cho tất cả những cái bạn mà cũng bị ngọng giống như con học cùng với con để cho con đỡ ngại. Mà trong cái trường hợp mà mình học hết lần thứ hai rồi mà vẫn không chữa được ngọng thì lại học tiếp. Ổn không? Không ổn à? Thế thứ hai nhé, là bây giờ mình kệ, không quan tâm. Miễn là mình đẹp trai, mình thông minh, không phải xấu hổ với ai cả. Ok. Nghe bà Công này, sẽ có những cái nỗi sợ mà mình không thể trốn tránh được. Mình bắt buộc phải đối diện. Theo bác thì con cứ kệ, không quan tâm. Xong rồi ai ơi. Gầy lê tê là sao rồi ai ơi. Nâng xăng lên rồi. Chẳng đến xăng nước ra rồi ai ơi. Trời xanh đi xăng nước xong rồi ai ơi. Yes. Con cả gì? Con gái lê tê sao rồi ai ơi. Con lại lê tê. Gái lê tê.